Ở câu này anh em về sơn phết lại nha, made in Japan. Quay rất là ok luôn. Mô hình sống. Gạt cước ngon lành. Ở con này thì ngoại hình xấu nè. Sơn lại nha, sơn này đẹp lắm á. Rồi mã số con này là 255 giá 400.000. Ở 255 này giá 400.000 nha. Tới 256. 256 này là con ru quay. Ở con này GF40, size nó size Gato 5.2. Con này size tương đương 4.000 của Shimano đời mới giờ. Made in China. Con này hệ thống ABS luôn nha. Quay rất là êm. Chế độ 2 chiều. Đó, quay chế độ 1 chiều. Mô hình sóng. Vô lăng sáng đẹp. Đó, gạt cước ngon lành nha. Quay hình con này khá ok luôn á. Nồi nhôm, thân carbon. Tay quay là bằng kim loại luôn nha. Tay quay kim loại. Mã số của nó 256 giá 180.000. 256 giá 180.000. Tới 257. 257 này con Olympic. Olympic Biker KX2000. Size con này là size 6.000 nha. Cước số 24 đi được 250m, 5 đi được 200m, 6 đường 150m, made in Japan, made in Korea. Made in Korea nha, thân nồi carbon, tao quay kim loại. Tao quay kim loại nha. Quay rất là êm, chế độ 2 chiều. Đó, quay chế độ 1 chiều nha. Mô hình sống. Gạt cước ngon lành luôn. Đổi tay trái phải đều được. Ngoại hình con này có chày. Ngoại hình có chày nha. Size 6.000. Đó. Gato của nó là 4.85. 4.85 nha. Mã số 257 giá 200.000. 257 này giá 200.000 nha. Rồi tới 258. 258 này là con Shimano Min GLX 800. Size nó size 4.000. Made in Japan. Nồi là carbon, thân kim loại, tao quay kim loại nha. Vô lăng và sáng đẹp nè, vô lăng bằng kim loại, bằng thao á. Đó, mô hình sống, nồi xoay không kêu. Con này quay rất là nhẹ. Đó, chế độ 2 chiều. Quay chế độ 1 chiều nha. Quay hình con này rất là đẹp nha, khá đẹp. Rồi con máy này mã số của nó là 258 Gato 3.4. Cước 4 vượt 210m, 5 vượt 160m nha. 258 giá 300.000. 258 giá 300. Tới 259. 259 này là con Shimano Tomoro SS 1000. Size nó size 1000 nha. Made in Korea. Thân nồi carbon, tao quay kim loại. Con này cước 2 được 160m, 3 được 110m, 4 được 90m nha. Quay rất là êm. Mô bin sống. Gạt cước ngon lành luôn. Chế độ 2 chiều. Rồi qua chế độ 1 chiều. Quay hình khá đẹp. Rồi con máy này mã số của nó là 259 giá 200.000. Đó, 259 này giá 200.000. Con này quay hình đẹp lắm nha. Tới 260. 260 này là con Daiwa Rinter ST850. Size của nó là size 4.000. Made in Japan. Nồi carbon, thân kim loại, tay quay kim loại nha. Cước 4 đi được 150m, 5 đi được 120m, 6 đường 100m nha. Con này quay khá là ok luôn. Chế độ 2 chiều. Rồi qua chế độ 1 chiều nha. Vô lăng sáng đẹp, gạt cước ngon lành. Mô hình sống. Rồi mã số của nó 260 giá 320.000.
260 giá 320.000. Tới 261. 261 này con Diamond, Diamond tắc lê Silver 2. Size nó size 4.500. 4.500 nha. Quay rất là êm. Con này cước số 3 được 200m, 4 đường 150m, 5 đường 120m nha. Con này thì thông số cước thì vô tương đương 4.000 thôi, nhưng mà quay hình tổng thể tương đương 4.500 nha. Tay quay đây nó xấu nè. Đó, anh em không chú trọng gì quay hình, lấy con này đánh ngon nha. Vô lăng đá sứ luôn, đá sứ Made in Korea. Quay rất là êm. Đó, chế độ 2 chiều. Con này em chưa có vệ sinh kỹ nha. Tút tét một cái là mấy cái này nó hết trơn luôn á. À, em chưa có làm á, anh em nào về có thời gian thì làm nó sẽ đẹp hơn. Gato 5.1 nha. Quay hình có chày. Rồi mã số 621. Ở lộn 261 chứ, 261 giá 200.000. 261 giá 200.000 nha. Tới 262. 262 này con Shimano Holiday 2000, size 2000, Made in Malaysia. Cước số 2 đường 150m, 3 đường 100m, 4 đường 70m nha. Vô lăng sáng đẹp. Gạt cước ngon lành luôn. Đó, quay hình thân nồi carbon, ta quay kim loại. Bộ bình sống nha. Con này quay rất êm. Con này dành cho anh em câu lua, câu ISO. Đó, đánh mấy cái cần hay chi. Đó, rất là ok luôn. Quay hình nói chung có chạy mình chạy không đáng kể đâu. Máy còn khá là đẹp. Rồi mã số 262 giá 280.000. 262 giá 280.000 nha. Tới 263. 263 này là một con Daiwa Optima Starmat 2500. Made in China nha, hàng Trung Quốc xuất Nhật, nồi nhôm, thân carbon, tay quay kim loại nha. Vô lăng sáng đẹp. Gạt cước ngon lành luôn. Quay rất là êm. Quay rất êm nha. Một bình sống. Con này cước 2 vô được 200m, 3 vô được 150m nha. Đó, mã số con này là 263 giá 250. 263 này giá 250.000. Quay rất êm luôn. Quay hình khá đẹp. Rồi. Rồi tới 264. 264 này là con Ryobi RX10, size nó là size 5500 nha, Made in Japan. Quay nói chung còn khá là ok luôn. Con này thì nó bị lỗi là cái nắp nồi nè. Nắp nồi bị nứt nè. Anh em thấy không? Em ấy chắc keo rồi, cứng lắm. Đó, nứt nè. Em siết cứng cho anh em xem luôn nè. Đó, siết cứng luôn, không xi nhơ gì cái nắp nồi hết nha. Nó rất là chắc. Thì anh em cứ yên tâm. Giá mấy con này nó mềm lắm. Gạt cước ngon lành luôn. Vô lăng sáng đẹp. Đó. Con này không có thông số nha, thông số không có. Chế độ 2 chiều, Gato nó 3.8 nha. Đó, con này dành cho anh em mới tập câu là ok luôn nè. Rồi mã số của nó là 264 giá 250. 264 này giá 250.000. Và tới 265. 265 này là một con Daiwa Smart 420, size nó size 6.000 nha. Quay rất là êm. Chế độ 2 chiều. Đó, rồi quay chế độ 1 chiều nha. Con này có cốt trợ lực luôn nè cô chú anh chị. Đó, cốt trợ lực luôn nha. Con đánh rất là trâu luôn á. Con này nó là hàng của hàng Nhật xuất qua Mỹ nha. Cái máy xuất Mỹ nha nè. Đó, Daiwa Cup. Đó, Cali USA. Dòng Daiwa Nhật xuất Mỹ nha. Mô bình sống. Gạt cước ngon lành, vô lăng sáng đẹp luôn nè. Bên đây thì nó hơi bị xấu một tí, còn ở đây nó sáng đẹp nha. Quay rất là êm, chế độ 2 chiều.
Rồi con máy này mã số của nó là 265, giá 450, đúng không? Đúng rồi, 265 này giá 450.000 nha. Thứ 266, 266 này là con Ryobi Carbon Win 2000, size nó size 2000 nha, size 2000, nồi thì 2000 nhưng mà cái thân nó dài lắm, dài đòn. Con này ratio 5.1, cước 2 gì được 100 230 m, số 3 được 170 m, 4 được 120 m nha. Mắt nhìn da bằng, quay khá là nhẹ. Bộ pin sống vô lăng bằng đá sứ nha, gạt cước ngon lành luôn. Quay hình con này khá là ok, thân nồi carbon, tay quay kim loại nha. Rồi mã số con này là 266, giá 280.000. 266 giá 280.000. Tới 267. 267 là con Ryobi Sinus SX1000, size nó size con này ghi 1000 chứ size này tương đương là tầm khoảng 2000. Cước 2 được 150 m, bay được 100 m, 4 được 70 m nha. Mắt in da bằng. Quay rất là nhẹ, con này dành cho anh em câu lua ngon nha. Con này chớn đi rất là lẹ luôn. Con này dành cho anh em câu lua ngon. Chế độ 2 chiều nè. Đó. Nhưng đợi một cái nó quay theo cái chớn đi ghê lắm nè. Đó, ghê chưa. Mô pin sống, thân nồi carbon, tay quay kim loại. Quay hình con này khá đẹp. Có chày nha. Rồi mã số con này là 267, giá 280.000. 267 này giá 280.000 nha. Tới 268. 268 là con Daiwa Long Casper. Đó, 3.500, size này size 5.000 nha. Nó ghi 3.500, size này tương đương 5.000. Cước 4 được 200 m, 5 được 150 m, 6 được 120 m nha. Made in Japan. Nồi nhôm. Nồi nhôm ở đây thì nó hơi bị chày nè. Nồi nhôm, thân carbon. Tay quay kim loại nha. Này thì hơi gít, anh em lấy thì em sẽ chịch miếng dầu vô cho nó nhẹ lại. Đó, quay rất là êm. Quay rất êm nha. Chế độ 2 chiều. Đó, quay chế độ 1 chiều. Một bình sống. Ngoại hình con máy thì có chày. Vô lăng sáng đẹp, con này mà còn đẹp thì giá cũng cao lắm nha, chứ không rẻ. Con này nếu mà đẹp giá khoảng 750-800. Rồi con máy này mã số đó nó là 268, giá 450 nha. 268 giá 450, size 5.000. Rồi tới 269. 269 là con Daiwa ST3000, size con này là size 7-8.000 nha. Chai này size 7-8.000 á. Rồi Made in Japan. Con này quay rất là ok luôn. Chế độ 2 chiều. Đó, quay chế độ 1 chiều nha. Quay hình con này nói chung khá là ok nha, khá đẹp. Cước 5 như được này, cước Econo nè, cước mát nè. Cước 5 như được 310 m, 6 được 250 m, 7 được 210 m, 8 được 180 m nha. Quay hình con máy còn khá là đẹp. Máy khá đẹp. Vô lăng sáng đẹp. Gạt cước ngon lành luôn. Quay rất là êm. Đó. Rồi mã số con này là 269. 269 giá 480.000. 269 này giá 480.000 nha. Tới 270. 270 này một con lông cát 3.000, size nó size 8.000 nhé. Made in Korea. Thân nồi carbon, tay quay kim loại. Gạt cước ngon lành luôn. Mô hình sống. Ngoại hình con này nói chung khá là ok luôn. Anh em muốn đổi tay lấy cái vít nha. Dặn cái này nè. Đó, dặn nó ra rồi đổi tay qua nha. Quay rất là êm. Đó, quay rất là êm. Chế độ 2 chiều. Rồi quay chế độ 1 chiều.
một bình sống đẹp cước ngon lành luôn. Rồi thông số con này cước 4 được 290m, 6 đường 160m, 8 đường 130m nha. Ngoại hình có chày, ngoại hình có chày, mã số 270 giá 230.000, 270 giá 230.000. Cái 271, 271 này con đai qua ST4, size nó size 8.000, 89.000, radio 4.7, nồi đẹp nè, con này đậu nồi can luôn. Anh em về sơn tay lại, sơn tay sơn thân lại. Con này cước số 5 được 380m, 6 được 310m, 7 được 255m, 8 được 215m, 10 được 175m, mắt in sao băng. Đó, thân nồi tay quay đều bằng kim loại hết nha. Con này anh em về sơn thân với sơn tay quay lại. Cái nồi còn khá là đẹp. Nồi nhờ nồi kim loại nó chưa có bị chày. Chứ bị chày nhiều, nó còn rất là sáng luôn. Đó. Ngoại hình con này nè, đó như video hay để dây câu luôn nha. Muốn tốt thì anh em tốt lại, không thì để dây câu cũng rất là ok. Tốt lại sẵn anh em cho dầu vô mở thêm vô sẽ êm hơn nữa. Rồi mã số của nó 271 giá 450. 271 giá 450.000 nha. Mất cái tem logo ở đây. Rồi tới 272. 272 này con Olympic CX3000, size nó size 7.000. Made in Japan. Cước 3 được 485m, 4 được 355m, 5 được 285m nha. Thân nồi ta quay đều bằng kim loại. Quay rất là êm. Chế độ 2 chiều. Quay chế độ 1 chiều. Một viên sóng. Gạt cước ngon lành luôn. Ngoại hình nói chung có chày. Đó, anh em về tút tét lại nha. Ngoại hình có chày. Mấy con máy cối này nó là kim loại mà, anh em dễ sơn phết lắm. Đó, anh em về cứ tút tét lại là đẹp liền. Rẻ mà đẹp nữa. Còn anh em muốn mua máy đẹp thì nó hơi cao một tí. Anh em nào mà có thời gian thì làm lại thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, mã số của nó 272 giá 420.000. 272 này giá 420.000 nha. Rồi, tới 273. 273 này là con Ryu Suzumi Maxell 6000. Size nó size 6000. Con này tại vì cái đuôi chuột nó bè ra bự luôn, thấy nó bự chứ thực ra nó size nó cũng không có bự lắm đâu. Tại cái đuôi bè nè, đuôi nó bè ra nó dài đòn hơn. Con này là Made in Korea nha. Nó thân chân máy không có để Korea đâu. Nhưng mà cái đây nó để nè, Made in Korea này cho Suzumi Korea. Ra phíp này là chất liệu của thằng carbon đó. Cước 4 được 240m, 5 được 210m, 6 được 180m nha. Nồi là bằng carbon. Tay quay thân là kim loại. Đổi tay trái phải vô được. Tay quay đây mất cái nắp nha, mất nắp giữ chặn lại, mất nắp giữ che nha. Đó, đuôi chuột xương tốt, mô bên sống. Gạt cước ngon lành. Quay khá là êm. Chế độ 2 chiều. Rồi, con máy này mã số của nó là 273 giá 280 nha. 273 này giá 280.000. Rồi tới 274. 274 này là một con máy Shimano GX1, size nó size 5000. Made in Japan. Nồi là bằng nồi bằng nhựa nha. Nồi là nhựa, nhựa tổng hợp á. Nhựa này chắc lắm á, cứng. Thân là kim loại, thân kim loại, ta quay kim loại nha. Quay rất là nhẹ. Chế độ 2 chiều. Đó. Rồi quay chế độ 1 chiều. Một bình sống. Gạt cước ngon lành luôn. Rồi mã số con này là thông số không có nha, không có thông số. Con này ngoại hình khá đẹp á. Rồi mã số con này là 274 giá 300 370.000 chứ.
274 giá 370.000 nha. Size 5.000. Rồi tới 275. 275 này là một con Daiwa. Daiwa Super Dynamic X150i, size ta quay bên phải nha. Quay nói chung khá là nhẹ. Con này là Made in Japan. Made in Japan nha. Daiwa sử dụng 3 bạc đạn. Đó, con em nào anh em nào mà muốn thả thì bấm nút này lên. Gật xuống là thả thôi. Rồi buông này ra sẽ đá lên lại nha. Đó, còn anh em muốn quăng thì bật này xuống là anh em quăng. Quăng xong quay nó sẽ đá lại. Quay rất là nhẹ luôn. Lừa cước rất là ok nha. Đó. Rồi mã số con này là 275. 275 này giá 300.000. 275 này giá 300. Rồi tiếp theo là máy 276. 276 trở lên là 4 con máy ngang tay trái nha. 276 này là một con máy ngang tay trái hãng Daiwa Japan. Đó. Con này một con Daiwa Gato 5.2. Con này dành cho anh em mới tập câu thì ok. Giá rất là rẻ. Mới tập câu thì ok nha. Còn anh em mà câu gần rồi thì con máy này thì nó hơi thô. Lừa cước rất là ngon nè. Đó. Quần hình xấu. Made in Japan, để chữ Japan đây luôn nha. Đó. Anh em muốn quăng thì muốn thả thì bật này lên, thả nha. Chế độ thả, còn anh em muốn quăng thì bật này xuống là anh em quăng mồi nha. Rồi, con máy này mã số của nó là 276 giá 450.000. 276 này giá 450 nha. Rồi tới 277. 277 này là một con Shimano cọt Bion, cọt Bion nha. Ở 5 bạc đạn, 1501 con tay trái nha. Anh em gỡ thì đấy người ra. Đó, thắng bình thường, thắng SVS nha. Thắng SVS. Đó, bộ thắng này hàng nội tên tuổi của thằng Shimano. Quay rất là nhẹ. Quay hình có chày nha, chày. Rồi. Quay hình con này nói chung là có chày. Lừa cước rất là ngon luôn. Đó, lừa cước rất ok nha. Made in Japan. Rồi mã số này 277 giá 1.050.000. 277 này giá 1.050.000 nha. Con này mà đẹp giá tầm khoảng 1.600, 1.600, 1.800 con. Con này hơi xấu. Rồi, mã số 277 giá 1.050.000. Rồi tới 278. 278 này là một con máy ngang tay trái. Con này con Shimano cọt Vion luôn. 1001. Con này dòng đời cao, cao hơn con kia nhiều lắm. Con này phơm nó gọn. Cái lực cái máy của nó cầm vô nó chắc tay hơn con kia rất là nhiều. Bo nó bo titan nữa. Quay rất là êm. Đó, quay rất êm nha. Đó. Rồi con này cũng là hệ thống, nó là hệ thống FPS luôn. Đúng rồi nè. 4.4 FPS. Đó. Cái có cái dòng FPS này là hàng tên tuổi của thằng Shimano. Rất là ok luôn. Đẹp. Ở tay quay ở đây thì cái nấm tay nè là bị cái con chó nó rậm á. Nó để ở ngay cái tủ lại nó rậm rậm hơi xấu cái tay. Con này em bán bớt đi 200.000 nha. Con này nếu mà tay còn nguyên em bán 1.600.000 á. Con này tay nó cái hai nấm bị rậm về em bớt đi 200 là còn 1.400.000. Anh em về muốn thay thì anh em tháo ngóc nè. Tháo ngóc ra. Cái tay núm này ngoài thị trường nếu mà tay núm bằng kim loại CNG á, thì tầm khoảng 100, 120 cái á. Anh em gắn vô nó độ lên nó sẽ đẹp nữa nha. Đó. Mua hai cái vô độ lên. Đó giá là em đã bớt cho anh em giờ đó. Muốn để câu rồi để không thì anh em
bỏ thêm vài chục nữa đổ cái núm lên là rất ok luôn. Vô lăng sáng, vô lăng chạy ok lắm nè. Đó, thấy chưa? Rồi mã số con này là 278 giá 1,4 triệu nha. 278 này giá 1,4 triệu. Shimano Scorpion 1001. Rồi. Rồi tới 279. 279 này con Daiwa. Daiwa Tatula 100HL. Con này tay trái nha. Con này đời của nó 2019. Đó anh em bóp nè. Bóp nó sẽ có chức năng xả cước nhanh nè, là anh em quăng nó là đi cước lẹ hơn. Nó có cái độ hở này nhiều hơn, là quăng nó sẽ đi lẹ hơn, ra được nhiều cước hơn, xa hơn. Còn anh em quay một cái là cái này đá lên, cước nó sẽ lòn vô trong cái khe này thì nó sẽ đi theo một cái nếp. Cái nếp nếp của cái bo nha. Đó. Còn anh em muốn mở cái này thì phải mở cái con ốc này. Mở ngóc này ra. Mở ngóc này ra mới giật này xuống nha. Mở ốc ra thì nó vẫn còn dính ở trong á, chứ nó không có bung ra như mấy ngóc, mấy như cốc gời đâu. Nó dính ở trong cái nắp này luôn. Xong rồi anh em bực này xuống là mới lấy được cái bo cái nắp này ra, chứ không là gật xuống hoài không lấy được đâu. Phải mở ngóc này ra nha. Quay rất là êm. Đó, quay rất êm. Lừa cước rất là ngon luôn. Đó. Quay hình con này khá đẹp. Chỉ có cái đây nó bị chày nè, không ảnh hưởng đâu. Con đời 2019 á, giá mới như thị trường nó bán là 2,7 triệu, 2,8 triệu con. Nhưng mà cái máy này đó là hàng bãi về nha, chứ không phải là hàng mới. Việt Nam mình bán 2,7 triệu, 2,8 triệu nha. Hàng bên Nhật nó bán cao hơn Việt Nam mình nhiều, tại hàng nó là hàng xuất của nó phải chất lượng hơn là tất cả các hàng châu Á. Đó. Quay rất là êm. Nấm zin của máy luôn nha. Đó, nắp chỉnh chỉnh gam nè, zin máy luôn á, chứ không phải là hàng lai nha, nắp zin á. GTO 3.6 6.3 nè. Rồi mã số mấy con này Made in Thái Lan nha. Made in Thái Lan. Con này máy số 279 giá 1,6 triệu nha. 279 này giá 1,6 triệu. Đó, rồi anh em nào lấy cứ alo trực tiếp cho em nha. Rồi cảm ơn tất cả cô chú anh chị.